Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người một sản phẩm mì ăn liền, đó là mì tôm omachi, mì dinh dưỡng khoai tây. Cái vị của cái gói này sẽ là sườn hầm ngũ quả với phần nước cốt đậm đà kết hợp cùng trứng và khoai tây, với khối lượng sẽ là 80g trên một cái túi mì tôm như thế này. Về bao bì của sản phẩm thì bao bì sẽ là minh họa một bát mì rất là ngon ở đây, kết hợp đó là màu giữa màu hồng và màu đen. Về mì dinh dưỡng khoai tây omachi sườn hầm ngũ quả, đây là món ngon cao cấp và được chăm chút rất là kỳ công, là tình yêu thương vô bờ bến mà bạn dành cho gia đình. Cảm ơn là sự tinh tế thấu hiểu về món ngon cho chồng con yêu thích. Về cách dùng thì mọi người sẽ cho bát mì và các gói gia vị vào tô và sẽ đổ thêm 400ml nước sôi, tẩy nắp trong vòng 3 phút. Mở nắp ra, mọi người có thể trộn đều và sử dụng được luôn. Ngoài ra mọi người cũng có thể nấu các món khác như là dùng để xào, mì tôm xào với rau kèm với thịt cũng rất là ngon. Về đối tượng sử dụng thì đối với người từ 4 tuổi trở lên, sản phẩm này có bổ sung thêm vitamin E. Mọi người lưu ý là dùng 2 gói trên một ngày. Với trẻ em từ 4 đến 6 tuổi thì mọi người chỉ dùng 1 gói trên ngày. Về hạn sử dụng sẽ là 5 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng và ngày sản xuất thì có in ở trên bao bì của sản phẩm. Tiếp đến là về thành phần thì với bát mì, với cái phần mì tôm thì sẽ bao gồm thành phần bột mì, tinh bột khoai mì chất ổn định, tinh bột khoai tây, muối, nước mắm, chất điều vị, chất tạo sốt và siro ngô, chiết xuất trái dành dành và chất chống oxy hóa, bột kari. Về phần súp thì sẽ bao gồm các gia vị như dầu cọ, đường, chất điều vị, muối, cà rốt sấy, ngò rí, đạm đậu nành, nước, củ cải trắng, hương liệu, hành lá sấy, bột thịt gà, cà chua, nước tương, bột ớt, bột tỏi, bột tôm, cà chua dạng sệt với chiết xuất nấm men, nước mắm, nước cốt sườn thịt hầm và những cái chất chống oxy hóa, chất bảo quản. Về cách bảo quản thì mọi người lưu ý là sẽ dùng luôn sau khi mọi người bóc bao bì sản phẩm và tránh để gần hóa chất và sản phẩm có mùi mạnh. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh nhiệt độ cao. Đây là một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp Mansan, có địa chỉ ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cái gói mì vị sườn hầm ngũ quả này sẽ có cái vị của sườn rất là ngọt, ngọt từ sườn và các loại rau củ quả. Sản phẩm này sẽ thích hợp khi mình sử dụng vào những cái